Chỉ riêng ở đầu năm 1968, máy bay Mỹ đã trút xuống ở ngã ba Đồng Lộc 420 quả bom và tên lửa các loại. Người ta thống kê rằng mỗi mét vuông ở đây phải gánh chịu ít nhất 3 quả bom tấn. Bên địch càng quyết đánh, bên ta càng quyết giữ. Chúng ta đã tập trung nguồn lực để giữ bằng được con đường này. Vào lúc cao điểm nhất ở ngã ba Đồng Lộc đã tập trung tới 1,6 vạn người, phần lớn là bộ đội pháo binh và lực lượng thanh niên xung phong. Tiểu đội 4 thuộc đại đội 2 tổng thanh niên xung phong của tỉnh Hà Tĩnh gồm 10 cô gái tuổi từ 17 đến 24 do chị Võ Thị Tần làm tiểu đội trưởng, trách nhiệm san đất hố bom đoạn đường này. Vào ngày 24 tháng 7 năm 1968, có lệnh của đại đội trưởng phải thông đường 10 cô gái sẵn sàng ra làm nhiệm vụ. Tiểu đội xếp hàng ngang, không thấy em về cúc ơi. Chín bạn đã quay quần, chỉ còn thiếu mình em thôi. Em nằm nơi mô mịt mù hoài Đồng Lộc sáng sớm. Mà thơm ngủ
đồng đội không tên em cằn khổ mà sống lề. Chúng ta đang đến với bài hát Cúc ơi qua phần biên đạo của Đức Tuyết. Điều đôi xếp hàng ngang không thấy em về. Còn hiểu mình em thôi, em nằm nơi ngõ mịt mù khói đồng lộc sáng sớm cánh chim lìa bay. Đồng đội không